Thưa quý vị, theo đông y, khổ qua có vị đắng tính mát, công dụng giải nhiệt, tiêu đờm, sáng mắt, mát máu, nhuận tràng, nhuận tỳ, bổ thận, nuôi can huyết, lợi niệu, trừ nhiệt độc, chống mệt mỏi. Dù khổ qua có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, nhưng chính loại quả này có nhiều dược tính, nên lương y khuyên rằng 4 nhóm người sau đây không nên ăn khổ qua. Người huyết áp thấp. Theo lương y, trong trái khổ qua có chứa chất charantin, polypeptide B và vitamin có khả năng làm hạ đường huyết dẫn đến tụt huyết áp, nên những người có tiền sử huyết áp thấp không nên sử dụng khổ qua. Người có vấn đề về hệ tiêu hóa. Theo đông y, nếu lạm dụng ăn quá nhiều khổ qua có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa, gây tiêu chảy, ảnh hưởng đến dạ dày. Lương y khuyên những người đang mắc bệnh tiêu hóa không nên ăn nhiều khổ qua, nếu có thể kiêng thì càng tốt. Phụ nữ mang thai và cho con bú. Lương y cho biết khổ qua có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và dẫn đến sảy thai. Ngoài ra, phụ nữ mang thai ăn nhiều khổ qua có thể gây kích thích tử cung và dẫn đến sinh non. Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn khổ qua vì một số thành phần không tốt có thể được truyền qua sữa mẹ. Người mới phẫu thuật. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho rằng việc ăn khổ qua ngay khi mới phẫu thuật sẽ gây cản trở quá trình kiểm soát đường huyết của bệnh nhân. Tốt nhất người bệnh nên ngừng ăn khổ qua trong ít nhất 2 tuần trước và sau phẫu thuật. Những lưu ý khi ăn khổ qua. Bạn cần tránh uống trà ngay sau khi ăn khổ qua nếu không muốn ảnh hưởng dạ dày. Không nên kết hợp khổ qua cùng các loại hải sản như tôm, cua vì khổ qua chứa vitamin C khi kết hợp cùng arsen có trong hải sản có thể gây phản ứng khó chịu, nặng hơn sẽ tạo thành thạch tính gây ngộ độc. Dù khổ qua có thể làm giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, nhưng nếu đang trong thời kỳ dùng thuốc hạ thấp lượng đường thì việc ăn khổ qua có thể khiến mức đường trong máu xuống thấp hơn cho phép, gây hại cho sức khỏe.